Hoàng Nhuận Cầm, tác giả bài thơ Vào Mặt Trận Lúc Mùa Ve Đang Kêu của bạn. Trần Đăng Khoa, nhà thơ, phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam của bạn. Osamu Kobayashi, nhân vật đứng sau sự thành công Naruto Shippuden của bạn. iMac 2021, thiết kế mỏng hơn và 7 tùy chọn màu sắc khác nhau của bạn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi vướng vô số tin đồn ngoại tình và ly hôn đáng lo lắng của bạn. Warner Bros, tập đoàn giải trí và truyền thông đại chúng đa quốc gia Mỹ của bạn. $390 triệu, mốc doanh thu trên khắp thế giới, Godzilla đại chiến công mới đây vừa qua của bạn. Adam Wingard, nhà làm phim, biên tập viên, nhà soạn nhạc người Mỹ của bạn. Alexander Skarsgård, diễn viên, anh trai, năm đứa em, người Thụy Điển, sinh năm 1976 của bạn. Millie Bobby Brown, nữ diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất người Anh của bạn. Netflix, công ty sản xuất và nền tảng nội dung, thành lập năm 1997 của bạn.